Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin EVN tiếp tục lỗ và Bộ Công Thương tiếp tục đề xuất tăng giá điện. Ngày 27 tháng 1, VOA tiếng Việt loan tin Bộ Công Thương Việt Nam đề xuất tiếp tục tăng giá điện trong năm nay vì EVN vẫn lỗ nặng. VOA dẫn nguồn tin từ báo chí nhà nước hôm 26 và 27 tháng 1 cho hay Thứ trưởng Bộ Công Thương Phan Thị Thắng mới đây kiến nghị cần tiếp tục tăng giá điện trong năm 2024 sau khi đã có hai lần tăng giá trong năm 2023. Đề xuất trên được nêu ra trong một cuộc họp của Ban chỉ đạo giá hồi đầu tuần này. Lý do EVN vẫn lỗ gần 38.000 tỷ đồng trong 2 năm 2022 và 2023. Cho dù giá điện bán lẻ bình quân đã tăng 7,5% lên gần 2.093 đồng 1 kW trong năm 2023. Hình ảnh bản tin trên VOA. Điệp khúc tăng giá điện khiến người dân ngán ngẩm đã diễn ra trong suốt hàng chục năm qua và dường như không có điểm dừng, bởi hầu như lúc nào EVN cũng lỗ. Mỗi một thời điểm EVN có những lý do thua lỗ khác nhau, nhưng lý do thực sự chỉ có một, đó là sự độc quyền. Chỉ đến khi nào mà nhà nước chịu từ bỏ tư duy kiểm soát, xóa bỏ cơ chế độc quyền của EVN để các công ty, tập đoàn tư nhân nhảy vào kinh doanh, thì lúc đó sự cạnh tranh mới tạo ra động lực phát triển và giá cả được thị trường quyết định chứ không phải là quyết định của nhà nước. Thậm chí đến lúc đó chuyển đổi năng lượng xanh mới thành công. VOA cho biết bà Thắng được báo chí trích dẫn lời nói trong cuộc họp rằng cần xem xét điều chỉnh giá điện để đảm bảo phản ánh biến động của các thông số đầu vào của giá điện, đồng thời để Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN có nguồn thanh toán cho chủ đầu tư các nhà máy điện. Hình ảnh đường dây truyền tải 500 kV, niềm tự hào của ngành điện Việt Nam. Cũng tham gia trong cuộc họp, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái nói rằng đối với việc điều chỉnh giá các mặt hàng thiết yếu, bao gồm cả giá điện, các bộ ngành phải chuẩn bị tốt và sớm đề ra các phương án và lộ trình điều chỉnh giá để tránh bị động. Ông Khái nói thêm rằng thời điểm điều chỉnh cần tính toán phù hợp với diễn biến mặt bằng giá thị trường, bảo đảm mục tiêu kiểm soát lạm phát. VN Express, Tiền Phong và một số báo thuật lại. VOA dẫn báo Tiền Phong cho biết, hồi đầu năm nay, trong một cuộc họp của EVN, Chủ tịch Ủy ban Quản lý Vốn Nhà nước Nguyễn Hoàng Anh đã nhận định rằng nếu không tăng giá điện trong năm, sẽ không giải quyết được khoản lỗ 17.000 tỷ đồng trong năm 2023 của tập đoàn này. Các báo cáo tài chính của EVN cho thấy, vào năm ngoái, giá bán lẻ điện bình quân đã được điều chỉnh tăng 2 lần, nhưng vẫn không đủ bù đắp cho chi phí sản xuất điện và EVN tiếp tục bị lỗ trong sản xuất kinh doanh điện năm thứ hai liên tiếp. Cựu Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh, người bị cho là cầm đầu nhóm lợi ích điện lực. Giải trình với Bộ Công Thương bằng văn bản, Tổng Giám đốc của EVN viết rằng lỗ xảy ra chủ yếu do giá bán ra của EVN vẫn thấp hơn giá thành. Tập đoàn này tính toán rằng cứ mỗi kW bán ra, họ chịu lỗ 142,5 đồng. VOA cho biết thêm, một số chuyên gia được VN Express và Tiền Phong trích lời nói rằng việc tăng giá điện sẽ khiến một số doanh nghiệp sản xuất sử dụng nhiều điện và một bộ phận người dân sẽ gặp khó khăn. Nhà nước phải tính toán liều lượng và thời điểm điều chỉnh phù hợp để cân bằng lợi ích của cả ba bên, gồm doanh nghiệp, người dân và nhà nước. Trên thực tế, việc giá điện ở mức cao và nguồn điện không đủ cung là một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng suy thoái kinh tế sâu hiện nay. Tập đoàn sản xuất chip hàng đầu thế giới Intel đã hủy bỏ kế hoạch đầu tư mở rộng vào Việt Nam, nguyên nhân chính cũng vì nguồn điện không ổn định. Nếu xóa bỏ cơ chế độc quyền về điện, lúc đó các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh và người dân có nhiều lựa chọn, chắc chắn sẽ không ai chọn một công ty phiền phức như EVN. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo.d với bản tin EVN tiếp tục lỗ và Bộ Công Thương tiếp tục đề xuất tăng giá điện. Nhà hoạt động Nguyễn Thúy Hạnh mắc ung thư. Ngày 26 tháng 1, VOA tiếng Việt loan tin ông Ngọc Trên điều kiện giam giữ rất tệ, nhà hoạt động Thúy Hạnh mắc bệnh hiểm nghèo. Theo đó, cựu nhà báo, blogger tranh đấu cho tự do dân chủ Huỳnh Ngọc Trên lên tiếng trên mạng xã hội, cho hay vợ ông, nhà hoạt động Nguyễn Thúy Hạnh phải chịu điều kiện giam giữ rất tệ hại và mới đây phát hiện ra bị mắc ung thư giai đoạn giữa. VOA cho biết bà Hạnh, 61 tuổi, bị Công an Việt Nam bắt hồi đầu tháng 4 năm 2021 với cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước,
Sau nhiều năm bà đấu tranh cho tự do dân chủ, đồng thời bà là người sáng lập và điều hành quỹ 50K, chuyện giúp đỡ những gia đình các tù nhân lương tâm. Gần 3 năm trôi qua, bà Hạnh vẫn thuộc diện bị tạm giam và chưa thấy chính quyền thông báo khi nào sẽ đưa bà ra xét xử. VOA dẫn lời ông Huỳnh Ngọc Trên cho biết hôm 24 tháng 1 rằng trong một lần khám bệnh hồi đầu tháng này, Bệnh viện Ung Bú Trung ương đã phát hiện ra bà Nguyễn Thúy Hạnh bị ung thư cổ tử cung giai đoạn giữa, hình ảnh bản tin trên VOA. Ông nhận định rằng điều kiện giam giữ tồi tệ tại trại giam số 2 của Công an Hà Nội nơi bà Hạnh bị tạm giam là một phần lớn nguyên nhân. Về mặt pháp luật, ông Trên lập luận, những người ở trong trại tạm giam mới chỉ là những nghi can, chưa bị tòa án kết tội nên vẫn có quyền công dân và cao hơn thế là quyền con người. Nhưng trên thực tế, dưới góc nhìn của ông, trại tạm giam đã biến thành nơi trả thù, nơi khủng bố tinh thần và thể xác của các nghi can qua điều kiện giam giữ, sinh hoạt, ăn uống vô cùng tệ hại. Những người bị tạm giam phải uống nước bẩn, ăn thức ăn dơ bẩn mà bên ngoài đến heo chó cũng không muốn ăn. Ông đưa ra nhận xét cá nhân dựa trên những điều được vợ ông chia sẻ lại. Theo ông Trên, một năm bà Hạnh ở trại tạm giam trùng với cao điểm của đại dịch Covid-19, bà Hạnh hoàn toàn không được gặp người nhà, không được gặp luật sư, chỉ được nhận áo quần, tuyệt đối không được nhận thức ăn mà người nhà gửi vào. Lợi dụng chính sách phòng ngừa Covid, trại tạm giam chỉ cho thân nhân duy nhất là tôi được mua ký gửi đồ thăm nuôi hàng tháng qua căng tin của trại. Giá bán thì rất cao, nhưng chất lượng thực phẩm thì rất tệ hại. Vẫn theo lời kể của ông Trên, bà Nguyễn Thúy Hạnh và ông Huỳnh Ngọc Trên trong một lần biểu tình. Sau này khi được gặp ông Trên, bà Hạnh kể, bà hầu như không ăn được thứ đồ ký gửi nào. Chỉ có nước lọc đóng chai và sữa tươi là dùng được. Nhưng mỗi tháng ông chỉ được gửi cho bà không quá 5 chai nước và 5 hộp sữa. Do thiếu nước uống, bà Hạnh đành phải uống nước bẩn trong bể nước tắm của phòng giam. Ông Trên cho VOA biết, sống hơn một năm trong trại đưa vào người những thức ăn và nước uống dơ bẩn, độc hại đã đưa đến hậu quả nặng nề mà ngày nay bà Hạnh phải nhận lãnh. Bà Hạnh đã bị ung thư giai đoạn giữa, ông suy luận. Ông cho biết thêm, khi còn ở trong trại tạm giam, bà Hạnh đã 2 lần bị nhiễm Covid. Ngoài ra, bệnh trầm cảm có từ trước của bà cũng tăng nặng dần, đến mức có lúc bà tự tử bất thành. Qua báo chí và mạng xã hội, ông Trên bày tỏ rằng ông mong các tổ chức nhân đạo trong và ngoài nước quan tâm đến bà Hạnh để có cách giúp đỡ hữu hiệu hoặc lên tiếng thúc đẩy cho bà được chữa trị nhanh chóng và tốt nhất có thể. Ông cập nhật với VOA rằng vào sáng ngày 25 tháng 1, bà Hạnh đã được các bác sĩ ở Bệnh viện K Hà Nội hội chẩn và buổi chiều cùng ngày đã bắt đầu được xạ trị cuộc đầu tiên. Việc chữa trị sẽ kéo dài trong 3 tháng theo diện ngoại trú, có nghĩa là bà Hạnh vẫn tiếp tục ở tại khoa chữa bệnh bắt buộc của Viện Pháp Y Tâm Thần Trung ương ở huyện Thường Tín, Hà Nội. Mỗi lần xạ trị thì được xe của viện đưa qua Bệnh viện K ở Tân Triều, xong rồi trở về, ông cho hay. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo.d với bản tin Nhà hoạt động Nguyễn Thúy Hạnh mắc ung thư. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết cũng như bấm nút đăng ký kênh YouTube và Facebook của Thời báo.d để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Ngọc Thơ Thời báo.d